Đông đủ hết anh em là tổng là 12 người của công ty. Hôm nay thì mình làm một cái bữa nhỏ là party mừng 100 ca súp. Thì thực ra cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn đến với channel Sun Vlog. Thì đúng như tiêu đề của video, mình sẽ làm video này để ăn mừng 100 ca súp, 100.000 người đăng ký các bạn. Đoạn sau video thì mình sẽ ghép vào về cái video đó mình đã quay ở bên Nhật Bản rồi. Mình sẽ dành 1-2 phút để coi như gửi lời cảm ơn Mỹ Tâm sự một chút và cái nút bạc ấy. Đó, thì là bây giờ mình đang đi làm bạn. Phía xa kia là rừng hôm trước mà mình đi sinh tồn ấy. 1-2 video bây giờ mình đang chuẩn bị đi làm một lát đi làm luôn. Đó, mình sẽ quay một vòng. Khu này background cảnh rất là đẹp bạn. Cảnh sông, không có sông nhưng đây là có ruộng này, có núi đồi mọi thứ ấy, nhà dân ấy. Đấy, phía xa bên kia là Lạng Sơn. Đấy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhờ các bạn ủng hộ góp ý rất là nhiều thì mình làm cái kênh này mình nhớ là từ năm đầu năm 2019 ấy, bây giờ là 2020 rồi. Đấy thì là cũng hơn một năm mình làm hơn 400 video về Nhật Bản đó. Về Nhật Bản thì bây giờ mình về Việt Nam. Nói chung là cái nội dung thì nó cũng khác nhiều, nó khác rất là nhiều. Cảnh quay con người và tất cả mọi thứ là lời nói, những hành động, công việc của mình khác nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn là mình giữ cái chất của mình. Và cũng thời gian tới thì mình cũng làm nhiều video, thì cũng rất mong là các bạn ủng hộ mình. Những cái video từ những cái ngày đầu ấy, ngày đầu mà những cái bạn theo dõi mình từ những cái đầu tiên mà nó không phải là tên San Vlog, mà từ là KMT Vlog, Việt Kiều Vlog, từ ngày xưa một năm rồi. Đấy, mình làm ra đều là tròn một năm luôn. Ra đều như vắt chanh luôn bạn, ngày nào cũng ra. Nếu bạn theo xem mình khoảng năm 2019 ấy đó, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ làm hơn. Mình xem lại video về cái Nhật Bản là cảm xúc lắm các bạn. Thực sự cảm xúc luôn. Những cái cảnh quay mình nhớ như in, gần như cảnh quay lời nói mình nhớ luôn. Bởi vì là mình quay xong mình còn cắt ghép chỉnh sửa mọi thứ rất là nhiều ấy. Đấy, bây giờ xem lại nó gần như là một kỷ niệm về Nhật Bản. Đấy. Bây giờ mình sẽ ghép lại cái đoạn mình đã quay ở bên Nhật Bản thì trước khi mình về Việt Nam ấy. Đấy, thì nhiều bạn cũng bảo không làm video ăn mừng 100 cái súp, thì bây giờ mình sẽ đăng cái video này. Thì cũng gần như là anh em ở trong phòng với lại anh em và Indo ấy, người ta cũng thắc mắc là tại sao không quay rồi lâu mà không đăng ấy. Đấy, thì giờ mình sẽ đăng lên gần như kỷ niệm của anh em. Thì mời các bạn xem, bây giờ mình sẽ đi làm thôi. Anh em đang nấu ăn đây, đây là những cái đầu bếp chính. Phong làm gì không? Em đang đợi các thức ăn để ăn. À đây, đợi Chín Xu á. Đây là Cường đang làm món xả này. Đấy, bên này đầu bếp chính đây. Tú đang thái vịt làm món gì Tú nhỉ? Em chỉ làm món vịt nấu chao. Vịt nấu chao đúng không? Thành làm món là vịt xào ớt. Vịt xào ớt cộng với lại cái này là Tú ơi. Một đấy. Con rưỡi nấu chao. Còn mình đang làm món này. Mình làm món vịt luộc sao chín rồi. Đây là cái nồi to nhất của nhà các bạn, nhưng mà vẫn còn thừa khoảng nửa con trên này nữa. Đây, thêm một con gà luộc nữa các bạn. Tranh thủ anh em đang nấu ăn thì mình đi mua bia bạn. Mình mua thêm một chút nước ngọt nữa. Mình thì mình không uống bia bạn, nhưng anh em thì có một số người uống, một số người không uống ấy. Bia về rồi anh em. Cắt nhiều này á? Thành mà cắt hết. Thành cắt hết đây. Cường đây, đầu bếp Cường. Tổng sải rồi Cường ơi. Hai đầu bếp đây. Được đấy. Món Tú chao đấy đúng không? Tú chao. Tưởng chao là phải xào cho chao lên chứ. Có lửa chưa? Chưa. Chao khô này á? Đang để ướp. À, để ướp à? Nhiều đấy. Được. Đây là vịt xào đây. Ô, cái vịt luộc của anh Chín nhớ nhỉ, lâu này á? Bên chín, bên dưới chín rồi, bên trên thì nửa con. Thanh niên đẹp trai thái rau này, thái nhỏ này á. À, thế. Đây là món vịt xào xả ớt. Nhưng mà cái này mà đúng ra là mày rang lên cho nó hơi cháy xém cái không. Xả đấy. Vịt xào xả ớt đây, ớt cộng với xả mới đầy vịt gọi thành vịt xào xả ớt nè. Cái background nó không ổn lắm, cảm nhá. Nhưng mà được cái người đẹp là nó bù lại nha, kéo lại. Con chào bố mẹ. Dạ. Để cho đôi ở anh quay sát này nhá. Bố mẹ Cường xem ấy là xem cái màn tivi là 8 gì nhỉ? 40 inch đúng không? 40 inch này. Cái này phải to giữa màn hình. Phản cứng của Hoạt đấy. Phản cứng. Ngửa mặt lên nào. Đấy, nè trời đấy. Đúng rồi, cho quay Cường đấy. Anh vào đây. Bố mẹ Phong cũng xem đúng không? Quay này. Không. Bố mẹ Phong. À, như em gái xem đúng không? Xem mặt Phong này. To hơn màn hình. Ô ca sự. Đến đầu tiên, Mina đô cổ cả. Tiền sao? Xin chào.
À điên xạ, à điên xạ. Mấy thanh niên kia thì đi ấy bạn ạ, đi xe điện, còn là thanh niên này thì đi xe đạp. À, món gà xé. Ôi ơi thanh niên. Hello. À, xuống mở. Như là kiểu ấy luôn. Xuống mở cửa cho mấy thanh niên lên này, chạy tối quá. Đợi mãi với các bạn này. Đợi mãi mấy thanh niên mới đến này. Được rồi. Hello. Chú Giang Tụ. Vâng chú à. Vì ô tốt tê đai dụ bởi cá. À, đai dụ, anh điên. Vâng. Anh đi chú à. Phiên dịch phong, phong sen sê. Zico Soka à. Zico Soka, đây là ba thanh niên mới. Mới vừa. Konnichiwa. Watashi no namae wa Bakusu desu. Bakusu. Hai. Hai, Bakusu. Atarashii tsujite desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Konnichiwa. Watashi no namae wa Arisu Shitayama desu. Hai. Yoroshiku. Amari namae. Arisu Shitayama desu. Arisu. Lontong. Arisu. Hai. Arisu. Hitori. Cứ tưởng là mới rồi. Rupi. Alo. Bang. Hai, xin chào. Juranto. Kasu. Okasu. Tóc dài rồi giống mình. Đây là hai mấy thanh niên mới đến hôm qua bạn ạ. À. Hôm qua đến mới đến Nhật. Thì hôm nay thì vừa đến Nhật được cách đây một ngày. Tối hôm kia đến nhỉ? Hôm qua đi làm luôn à? Ờ, hôm qua làm lúc mưa tuyết rơi đấy. Làm với ai rồi? Hôm nay đi làm buổi đầu tiên. Cả nhà công ty đến rất đông đủ mà. Hôm qua làm với ai rồi? Đây. Konnichiwa. Sukhwatte. Anh em chuẩn bị đây. Phong chặt vịt à Phong ơi? Không phải anh ơi. Anh đứng từ xa để nhìn Phong rõ hơn này. Phong chẻ vịt đây. Hakimu. Đấy, đẹp Phong. Đã chuẩn bị xương xương rồi. Nhưng mà quay này có vẻ là thấy mỗi mặt mình mà. Mọi người thấy vậy. Mới dù quá. Đông đủ hết anh em là tổng là 12 người của công ty. Hôm nay thì mình làm một cái bữa nhỏ là party mừng 100 ca súp. Thì thực ra cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây này. Hôm nay thì sẽ sập hết cửa quán lại nhá. Anh em chơi xóa hết đi. Là một bữa ăn bất đồng. Anh em nói chuyện rôn rã lên chứ. Phong đạo diễn này Phong, hay Phong viên dịch chứ. Tiếng Nhật em có biết đâu. Hôm nay là cái món là đặc sản Việt Nam là toàn thịt vịt hết. Đó, thực ra thì nếu mà mua thêm bánh chưng với lại giò chả nhưng mà có liên quan thịt lợn thì mấy anh em Indo không ăn được. Nên là ăn toàn thịt vịt. Kalau cinta sudah membara, luka. Phải nhớ anh, có phải không? Rồi mang anh sang, ngày sang năm ta cứ về, tới ai về chung lối.
bạn chia nắng nhưng cớ sao còn tặng tôi một mai em lỡ bên ta trên đời thay đổi. Chú là chú anh con có hai là hai hát tròn chú vui học bài mọi người đi ngủ đêm cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.